tử vi thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 2 tháng 4 năm 2024 âm lịch ngày Quý Dậu tháng Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn Xung ngày Đinh Mão Tân Mão Đinh Dậu xung tháng Tân Hợi Đinh Hợi thứ năm này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 9 tháng 5 năm 2024 tuổi tí có chính ấn che trở nên hôm nay sẽ là một ngày bạn dành phần lớn tâm huyết vào các kế hoạch công việc. Mọi thứ đang ở giai đoạn quan trọng, bạn cũng sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất từ đó rộng mở đường tiến thân con giáp này cũng có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong hôm nay dù làm gì bạn cũng gặp được điều kiện thuận lợi vì thường có sự giúp sức từ rất nhiều người do đó bản mệnh nên trân trọng và bày tỏ sự biết ơn với những ai đã hậu thuẫn mình trong suốt thời gian qua tuy nhiên do thủy thổ xung khác nên tí vẫn chưa thể yên lòng với chuyện tình cảm cá nhân của mình. Mâu thuẫn lục đục giữa vợ chồng đã có từ lâu. Ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy và hôm nay bùng phát thành một đám cháy lớn vì những lời nói ra nói vào. Lúc này bản mệnh nên bình tĩnh xem xét và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất để không ai bị tổn thương. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cát tường, xanh. Vàng quý nhân phù trợ, sửu, thân, hợi. 2. Tuổi Sửu ngày 9 tháng 5 năm 2024 chính tài xuất hiện. Tuổi Sửu nhận được nhiều niềm vui liên quan tới tài chính. Chuyện làm ăn kinh doanh trong ngày rất có lộc, không phải bỏ vốn nhiều. Người tuổi dần không cần mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, đối tác cũng đáng tin cậy nên vận trình khá trọn vẹn. Bản mệnh luôn làm việc với uy tín cao, ngoại giao tốt, lại có tinh thần cầu tiến nên không mấy khi mất tập trung trong công việc. Nhìn chung các nguồn thu nhập của con giáp này đều tăng lên, nhất là những người làm trong lĩnh vực ngân hàng. Bất động sản thì càng có thành quả đáng kể, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Tuy nhiên đây sẽ là một ngày đầy căng thẳng đối với con giáp này với những cuộc xung đột và tranh cãi xảy ra với nửa kia của mình, thậm chí cả người thân trong gia đình. Ngoài ra bản mệnh cần lưu ý sức khỏe, nhất là trong ngày thổ vượng, đừng vì tham công tiếc việc mà khiến cơ thể tổn hao nhiều sức lực. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, đen, tím quý nhân phù trợ. Tí, Sửu, Tỵ 3. Tuổi dần ngày 9 tháng 5 năm 2024 cục diện tam hợp nhập cục, tuổi dần được dự báo sẽ có cơ hội gặp được quý nhân trong hôm nay. Ở lần gặp gỡ này, bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ đối phương. Giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ. Công việc tiến triển thuận lợi bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức thời điểm này bạn gần như không có gì phải lăn tăn cả dù có phải tăng ca hay bận bù đầu thì bạn vẫn cảm thấy vui vẻ lạc quan và tập trung tối đa để hoàn thành mọi nhiệm vụ bán hợp còn cho thấy thấy vận trình tình cảm của người tuổi này diễn ra tốt đẹp vợ chồng đồng lòng đồng sức vun vén hạnh phúc gia đình cả hai hiểu rằng đến được với nhau đã là cái duyên, được nên đôi vợ chồng là do tu nhiều kiếp mới thành nên luôn cùng cố gắng vì tương lai phía trước. Giờ tốt, gửi 9 giờ 21 giờ màu sắc cát tường, xanh dương. Bạch kim quý nhân phù trợ, tí, tuất, hởi. 4. Tuổi Mão ngày 9 tháng 5 năm 2024 này là ngày Lục Hợp Thái Tuế xuất hiện, nhờ đó người tuổi Mão có cơ hội để thể hiện và theo đuổi tham vọng của mình. Bạn không ngần ngại bày tỏ quyết tâm giành lấy thành công nên chăm chỉ, cần mẫn làm việc, chẳng quản ngại khó khăn. Bạn biết rằng mình cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn, sớm cải thiện chất lượng cuộc sống cũng nhờ vậy rất có thể con giáp này sẽ có cơ hội thăng quan tiến trước nâng cao địa vị của mình tài năng và những gì bản mệnh thể hiện hoàn toàn thuyết phục mọi người chẳng những có thể đảm nhiệm tốt công việc của mình mà bạn còn có thể giúp cho cả tập thể cùng đi lên xem tử vi online về phương diện tình cảm khoảng thời gian này bạn và người ấy đang cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong mối quan hệ cả hai đều khéo léo, chu đáo, trân trọng mối quan hệ này và muốn tính tới những dự định xa hơn, nhờ đó tình yêu rất bền vững. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, xám, đỏ quý nhân phù trợ, hơi, dần, mùi. Nam Tuổi thìn ngày 9 tháng 5 năm 2024 tuất thìn tương xung gây nên không ít khó khăn cho thìn trong ngày thứ năm này. Mọi việc tưởng như nằm trong tầm tay lại có trục trặc nửa chừng. Mặc dù con giáp này có nhiều tham vọng và mục tiêu nhưng đến khi thực hiện lại gặp quá nhiều trở ngại, khó có thể đạt được tâm nguyện của mình, ít nhất là trong thời gian này. Ngày hôm nay bạn sẽ phải khá loay hoay hao tâm tổn sức, rất nhiều mà không tìm được cách giải quyết triệt để, tốn nhiều thời gian mà không giải quyết được gì. Cũng thế mà tuổi thìn đã để lỡ nhiều cơ hội có thể đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình, vận trình vẫn dậm chân tại chỗ. Trong chuyện tình cảm, dù là người đã yêu lâu hay kể cả khi đã là vợ chồng thì cả hai vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau nếu để cái tôi lên quá cao thì khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cát tường, cam, nâu quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. Sáu tuổi tỵ ngày 9 tháng 5 năm 2024 nhờ thực thần tương trợ. Người tuổi tỵ được thần tài che chở nên hôm nay thu về khá nhiều lợi nhuận. Đặc biệt với người kinh doanh thì đây là cơ hội tốt để bạn kiếm về một khoản kha khá cho tương lai sau này. Việc hợp tác làm ăn của bản mệnh diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, tìm được đối tác đáng tin. Với người làm công việc cố định, con giáp này làm việc miệt mài, hào hứng hơn khi cảm thấy mình đã lựa chọn đúng lĩnh vực phù hợp với bản thân. Bạn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được thành công. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải cân đối thời gian dành cho công việc với thời gian cho cuộc sống riêng tư cũng như gia đình. Ngày có ngũ hành sinh xuất nên mối quan hệ xảy ra một chút mâu thuẫn. Dù đang yêu nhau nhưng cả hai lại khá xa cách. Nhiều khi không cảm nhận được tình cảm của đối phương. Người độc thân mải mê làm việc, tới khi ngoảnh lại thì vẫn chỉ một thân một mình. Giờ tốt, một giờ ba giờ màu sắc cát tường, tím nhạt, hồng quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, mùi. 7 tuổi ngọ ngày 9 tháng 5 năm 2024 người tuổi ngọ gặp được tam hợp cục nên như được tiếp thêm động lực để giải quyết những khó khăn, chắc trở phía trước. Vận may trong công việc tăng lên. Bạn có hướng đi rõ ràng nên hiệu suất công việc khá ổn định. Cấp trên cũng dành cho bạn nhiều lời tuyên dương với những đóng góp suốt thời gian qua. Tình hình tài chính ổn định. Mặc dù thìn có nhiều khoản phải chi nhưng tiền bạc dùng dình giúp bạn dễ dàng giải quyết mọi chuyện, giảm bớt các gánh nặng tài chính. Ngoài ra, con giáp này cũng nên đầu tư một cách khoa học. Tìm hiểu thông tin kỹ càng trước khi quyết định. Về tình cảm, các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau nên vận trình tình cảm êm đẹp. Bạn và người ấy đang cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong mối quan hệ người độc thân cần phải mạnh dạn làm quen, kết giao để mở rộng mối quan hệ cho mình. Giờ tốt, 19 giờ 21 giờ màu sắc cát tường. Vàng đất, đỏ tía quý nhân phù trợ, tỵ, mùi, tuất. 8. Tuổi mùi ngày 9 tháng 5 năm 2024 ngày tương phá tác động người tuổi mùi gặp khó khăn khi vấp phải những tình huống ngoài tầm kiểm soát của bản thân trong ngày hôm nay bạn không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt có lẽ ý kiến của bạn chưa thể thuyết phục được mọi người thử đánh giá lại một cách khách quan xem sao nhé tài lộc vẫn có thể về tay nếu như bản mệnh biết chủ động nắm bắt thời cơ con giáp này đừng quá e ngại trước những rủi ro có thể gặp phải đôi khi cần một chút máu liều để nhận được thành quả ngọt ngào tất nhiên bạn vẫn cần có cơ sở để tiến hành chứ không nên đâm đầu mù quáng vào lĩnh vực bản thân không có hiểu biết về phương diện tình cảm mọi thứ đang khá rối ren bản mệnh không thực sự cảm nhận được sự quan tâm của người ấy đối với mình có những lúc tuổi mùi thực sự thấy cô đơn khi mà nửa kia không hiểu được suy nghĩ của mình. Người độc thân có những nỗi niềm riêng không biết phải tỏ bày cùng ai. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường. Đen, cá rê quý nhân phù trợ, hời, máu, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 9 tháng 5 năm 2024 tử vi 12 con giáp hôm nay nói tam hội cục hỗ trợ, người tuổi thân có thể đưa ra những quyết định dứt khoát, nắm chặt thời cơ nhờ chính sự tự tin của mình. Nhờ vậy mà đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này cũng cảm thấy có chút hoang mang ban đầu nhưng vẫn quyết tâm đi theo phương hướng đã chọn. Rất may là lần này bạn đã đúng tử vi hôm nay còn cho thấy tài vận của những chú khỉ khá dồi dào nhờ các khoản thu khá ổn định từ công việc chính lẫn phụ. Sự nghiệp thăng hoa nên tiền bạc cũng theo đó mà khởi sắc lên nhiều, chỉ cần bạn chi tiêu tiết kiệm thì cũng có một khoản phòng thân không hề nhỏ. Ngày này thân còn nhận được cát khí từ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm giữa con giáp này và người ấy càng ngày càng nồng thắm hơn. Có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là đến ngày về chung một nhà. Bỏ qua hết những toan tính, cái tôi cá nhân, đôi bên cùng hướng về tương lai với tâm thế thoải mái nhất. Giờ tốt, 23 giờ 1 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh nhạt, quý nhân phù trợ, tí, thìn, dầu. 10 Tuổi dậu ngày 9 tháng 5 năm 2024 tương hại nhắc nhở dậu nên chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân hơn trong hôm nay. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh cho mình dù có gặp phải chuyện gì đi nữa. Những cơn nóng giận có thể khiến cho bạn phạm phải sai lầm đầy tiếc nuối và sớm hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình khi đó. Chẳng những vậy, dậu còn cần phải chú ý đến vấn đề liên quan đến tài chính trong ngày rất có thể rắc rối sẽ phát sinh từ chính những tính toán sai lầm và chủ quan của bạn. Đây là lúc mà con giáp này cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết để đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Bù lại, đường tình duyên khá suôn sẻ nhờ thổ sinh kim. Tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ, người độc thân cầu duyên dễ được như ý, hãy mở lòng mình mà đón nhận tình cảm đi nhé. Với các cặp đôi, những mâu thuẫn trong mối quan hệ dần dần được tháo gỡ. Đôi bên không để bụng những chuyện đã qua mà chỉ hướng tới tương lai. Giờ tốt, 9 giờ 11 giờ màu sắc cát tường, hồng đậm, cà phê quý nhân phù trợ, sửu, thân, tuất. 11 Tuổi Tuất, ngày 9 tháng 5 năm 2024 tử vi ngày mới dự báo rằng đường tài lộc của tuổi Tuất vô cùng vượng phát nhờ được thiên tài hậu thuẫn. Nhờ việc giữ chữ tín hàng đầu nên việc kinh doanh của con giáp này ngày càng phát đạt, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là những điều níu chân khách, khiến cho thương hiệu của bạn nổi bật lên, đem lại doanh thu cao. Thời gian này nếu bạn muốn phát triển sự nghiệp thì đừng quá lo lắng đó là điều hoàn toàn có khả năng đạt được con giáp này hãy cứ cố gắng càng thể hiện bản thân càng nổi bật càng tốt bởi điều này sẽ giúp ích cho công việc trong tương lai và cũng là cách để lọt vào mắt xanh của cấp trên hoặc quý nhân tuy nhiên chuyện tình cảm kém hài hòa do quá bận rộn nên bạn ngày càng ít dành thời gian cho nửa kia Người ấy không thông cảm cho những khó khăn mà con giáp này gặp phải. Cứ khăng khăng làm theo ý đối phương khiến bạn vô cùng thất vọng và cả mỏi mệt vì mối quan hệ này. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cát tường, đỏ, ghi quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12 Tuổi hợi ngày 9 tháng 5 năm 2024 nhờ có thiên ấn độ mệnh, đường công danh sự nghiệp của tuổi hợi khá suôn sẻ. Có những việc bản mệnh nghĩ rằng khó mà tìm được cách giải quyết thì cuối cùng lại tháo gỡ nhanh chóng. Nhưng tiến triển bất ngờ giúp bạn có thêm tự tin để mở rộng kế hoạch, hướng tới những mục tiêu cao xa hơn. Có thể nói bản mệnh đang bước những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp. Vừa có trí tuệ lại kiên định, nên dù có đương đầu với khó khăn thì nó cũng sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giúp con giáp này phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn để tiến gần tới ước mơ của mình. Con giáp này gặp ngày ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá kém xác mối quan hệ giữa bạn và nửa kia xuất hiện những vết rạn nứt. Khoảng cách chính là nguyên nhân khiến tình yêu giữa cả hai ngày càng nhạt nhòa người độc thân vẫn chưa có bất cứ sự thay đổi nào trong thời gian này. Giờ tốt, 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, xanh lam. Nâu quý nhân phù trợ, tí, sửu, mão.